Quý vị thân mến, và trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là các loại hoa quả có thể gây ra cái nồng độ cồn sau khi ăn và cảnh giác cháu bị phạt oan khi mà đi ra đường. Thì không chỉ là riêng rượu, bia mà những cái loại hoa quả có khả năng lên men cao như là nho, vải, táo, dứa cũng có thể gây ra cái nồng độ cồn khi mà ăn. Thì từ cái ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Nghị định số 100 năm 2019, Nghị định Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có hiệu lực. Trong đó thì đáng chú ý nhất là cái việc mà điều chỉnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn theo luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019. Thì quy định có nêu rõ là cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Do đó mà chỉ cần phát hiện trong hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn, dù ít hay nhiều, cũng sẽ bị xử phạt với mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô sẽ là từ 30 đến 40 triệu đồng, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Còn đối với người điều khiển xe mô tô sẽ là từ 6 đến 8 triệu đồng, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Còn đối với người điều khiển xe đạp, xe thô sơ cũng bị xử phạt từ 400 đến 600 nghìn đồng. Trước cái thông tin này thì một số người dân vô cùng hoang mang vì cứ đo thấy nồng độ cồn là vi phạm và bị xử phạt thì không cần uống rượu mà chỉ cần ăn hoa quả thôi cũng có thể bị xử phạt. Thì các cái loại hoa quả có thể gây ra cái nồng độ cồn sau khi ăn thì theo một số thông tin trên mạng mà chúng tôi xem xét và nghiên cứu thì chúng tôi thấy có một số các loại hoa quả như sau. Thứ nhất là quả vải. Theo nhiều các chuyên gia cho biết thì quả vải vốn là loại quả chứa lượng đường cao, khi để bên ngoài một thời gian, loại quả này sẽ xảy ra cái hiện tượng lên men rượu. Khi ăn vải có lượng đường trên sẽ bám vào cái khoang miệng, chưa kể cái lượng cồn trong quả vải rất nhỏ nên không đủ hấp thu vào máu. Do đó lúc ăn vào lượng cồn sẽ chuyển hóa qua phổi và khiến hơi thở có mùi cồn. Dù ăn ít hay nhiều thì khi kiểm tra máy đo nồng độ cồn vẫn báo có cồn trong khoang miệng sau khi ăn vải. Bởi vì máy đo nồng độ cồn không xác định đối tượng có uống rượu bia hay không nhưng lại rất nhạy cảm với cồn, nên dù ăn quả vải cũng có thể thổi ra được nồng độ cồn. Và các cái loại quả chúng ta cần chú ý nữa đấy là nho, sầu riêng, dứa, táo, chuối, xoài. Thì không chỉ vải mà nhiều loại quả trái cây như là những loại quả mà chúng tôi vừa nhắc khi ăn vào cũng khiến hơi thở có cồn. Thông thường thì các loại quả này khi để một thời gian dài ngoài môi trường sẽ sinh ra mùi cồn đặc trưng, thậm chí qua cái thời gian dài sẽ chuyển hóa thành axit có mùi chua. Bên cạnh đó, không chỉ những quả có nhiều đường mới có khả năng lên men và nhạy cảm với cái máy thổi nồng độ cồn. Một số cái loại siro hay là thuốc uống khi lên men, khi vào cơ thể cũng khiến hơi thở có cồn. Trong nhiều trường hợp thì rất có thể nó sẽ khiến bạn phải khốn đốn và nhận án oan. Để phòng ngừa vạn nhất, đã đến lúc bạn nên chỉn chu hơn trong từng cái hành động của mình, đặc biệt là cái vấn đề ăn uống. Không uống rượu bia khi tham gia giao thông, không ăn nhiều các loại hoa quả như là vải, nho, chuối, sầu riêng, dứa, xoài, hay là uống siro, các loại thuốc đã lên men trước khi ra đường. Khi ăn xong cần súc miệng hoặc đánh răng kỹ càng, ngồi nghỉ từ 30 đến 60 phút để mùi cồn bay đi. Và quý vị thân mến, như vậy là không chỉ riêng có rượu bia mà những loại hoa quả như là nho, vải, táo, dứa, vân vân thì cũng có thể gây ra cái nồng độ cồn sau khi ăn. Vì vậy mà chúng ta hãy cảnh giác với những loại hoa quả này khi đi ra đường cháu bị mà phạt oan. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị những cái kiến thức cực kỳ bổ ích trong việc mà tham gia giao thông. Chúc quý anh chị sẽ gặp nhiều may mắn. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong video tiếp theo của chúng tôi.